Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Phủ nhận tin đồn yêu Phùng Ngọc Huy, đăng kim tuyên bố mình đang ế. Sau câu chuyện của nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy và người yêu là Mai Phương thu hút sự quan tâm của dư luận, giọng ca hải ngoại đăng kim cũng được nhiều khán giả chú ý. Với thân phận bạn gái của Phùng Ngọc Huy, những ngày qua cái tên đăng kim xuất hiện khá nhiều trên truyền thông. Ca sĩ hải ngoại từng không ngại tiết lộ, cô và Phùng Ngọc Huy sống chung nhà và là bạn bè thân thiết sau khi anh chàng sang định cư ở Mỹ. Tuy nhiên, đăng kim khẳng định giữa họ đã chia tay, không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Mới đây, nữ ca sĩ còn lên tiếng khẳng định mình đang độc thân vui tính. Cụ thể, dưới một bài đăng có nội dung về chuyện chăm sóc thú cưng, một khán giả đã hỏi đăng kim rằng cô đã có người yêu chưa. Rất nhanh chóng, giọng ca 8X đã thừa nhận em đang ế dài hạn. Sau khi công khai phủ nhận, đến nay đăng kim đã tiếp tục tuyên bố mình không phải là người yêu của Phùng Ngọc Huy. Giữa đăng kim và bố bé La Vi chỉ có một mối quan hệ bạn bè thân thiết, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Tôi là người ở giữa, giúp được gì tôi sẽ giúp. Tôi chơi thân với ai, khi thấy họ gặp hoạn nạn thì tôi cũng giúp người đó. Người thiệt nhất vẫn là mình. Trước đó, nữ ca sĩ từng bị đồn và chỉ trích là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Nhưng thực ra, vào thời điểm sang Mỹ định cư, nam ca sĩ đã chia tay Mai Phương một thời gian. Đăng kim cho biết cô rất buồn khi nhiều người chưa rõ thực hư chỉ nghe đồn thổi hùa nhau ném đá cô. Giữa lúc Phùng Ngọc Huy bị dư luận ném đá vì ai cũng hiểu lầm anh thiếu trách nhiệm với mẹ con Mai Phương, đăng kim là một trong những người lên tiếng thanh minh cho nam ca sĩ. Cô cũng cho biết Phùng Ngọc Huy dự định sẽ đưa bé La Vi sang Mỹ sau khi giành được quyền nuôi bé. Nghe bé hỏi anh Huy, mẹ lên thiên đường chừng nào về hả bố Huy, mà tôi không kìm lòng. Khi anh Huy đón con sang Mỹ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc nuôi dạy bé. Đăng Kim cũng chia sẻ thêm, cô và cố diễn viên Mai Phương đã gặp nhau 3 lần tại Mỹ. Thật ra chúng tôi chưa đủ thân thiết và cũng không có thù hằn. Mai Phương sẽ hiểu tôi mà. Khi Mai Phương qua Mỹ, Phùng Ngọc Huy còn dắt cô ấy đến nhà tôi chơi. Những người ném đá tôi là những khán giả không hiểu chuyện, nữ ca sĩ nói. Đăng Kim tên thật là Đỗ Phương Uyển, sinh năm 1980, người gốc Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, nữ ca sĩ giành giải 4 cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, Đăng Kim sang Mỹ định cư và hiện tại là một giọng ca hải ngoại khá đắt show. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.